bên trong những chiếc máy quạt. Chứa đựng một số cơ cầu rất thú vị, đặc biệt là các bánh răng và đòn bẩy, nguyên nhân khiến nó dao động qua lại. Ta hãy cùng tìm hiểu. Khám phá quạt gió Đầu tiên, hãy cùng điểm qua một số bộ phận chính. Ở phía dưới là các nút để chỉnh tốc độ quạt. Một nốm vặn để đi chỉnh cao độ của quạt. Và một nút trên đầu để làm quạt chuyển động qua lại. Đó là những phần chính. Quạt của bạn có thể hơi khác. Nhưng cơ chế hoạt động sẽ là như nhau. Trừ khi đó là quạt hộp hoặc là quạt thác. Hoặc là quạt không cánh. Loại này cũng rất thú vị. Tôi có thể sẽ làm một video trong tương lai về loại này. Còn bây giờ, hãy tập trung vào cái quạt này. Khá là đơn giản để tháo nó ra. Chỉ là một số ốc vít ở phía dưới và miếng nhựa phần thú vị nhất nằm ở trên đầu vì vậy hãy ngồi lại thư giãn và chúng ta sẽ để hoạt ảnh ba đi làm phân việc của nó được rồi hãy bắt đầu ở phía dưới và tìm hiểu vào các chi tiết bốn nút ba nút tốc độ và một nút trắng để tắt quạt mỗi lần bạn nhấn một nút nút được nhấn trước đó sẽ bật lên lại nút màu trắng sẽ tắt quạt nó sẽ tự động bật lên lại sau khi nhấn không như ba nút kia Hãy xem nào. Mỗi nút có một lò xo so bên dưới, làm nhiệm vụ đẩy nút lên lại. Bên dưới là một tấm kim loại, với một vài vết cắt lởm chởm hướng xuống. Tấm kim loại này luôn bị đẩy sang phải bởi lò xo so này. Khi nhấn xuống một nút, tấm kim loại trượt sang trái. Nhấn nút xuống vừa đủ và cái gờ này sẽ giữ. Ngăn không cho nút bật lên trở lại. Nhấn một nút khác và tấm kim loại trượt đi, làm nút trước đó bật lên lại nhiệm vụ duy nhất của nút trắng là để thả bất kỳ nút nào đang được nhấn xuống bạn sẽ nhận thấy rằng không có cái gờ nào để giữ nút trắng lại thả ba nút tốc độ ra sẽ tắt quạt nối với phía sau là ba dây màu nút nào được nhấn sẽ gửi tín hiệu lên đến đầu quạt vào trong động cơ để bắt đầu quay quạt ở bất cứ tốc độ nào chúng ta chọn lúc đầu quạt sẽ chỉ thổi theo một hướng nếu chúng ta muốn làm mát nhiều hướng hơn trong phòng, ta phải nhấn nút này và quạt bắt đầu dao động. Hoặc nói cách khác, chuyển động qua lại. Chúng ta đã có sẵn một động cơ điện, nên ta không muốn dùng thêm một cái khác. Vậy nên ý tưởng ở đây là chuyển đổi chuyển động quay của cánh quạt thành dao động qua lại của đầu quạt. Ta sẽ phải tìm hiểu. Cơ chế đằng sau để thực hiện ý tưởng trên. Đây được gọi là một cơ cấu bốn khâu bản lề. Mỗi thanh được kết nối bằng các khớp quay, cho phép chúng xoay tự do một trong các thanh thường được cố định tại chỗ để nó không thể di chuyển được gọi là giá thanh này được gọi là tay quay hay thành lắc tùy theo cấu tạo của nó thông thường có một động cơ làm nhiệm vụ quay tay quay hai thanh còn lại buộc phải quay theo chuyển động của tay quay bằng cách thay đổi độ dài của các thanh này chúng ta có thể đạt được một số chuyển động khác nhau hãy tập trung vào cấu hình này thông thường thanh màu xanh lá là cái đã được cố định tại chỗ xem những gì xảy ra khi thanh nhỏ màu xanh dương được cố định tại chỗ thay cho thanh xanh lá bây giờ xem chuyển động của thanh màu xanh lá cây chú ý cách nó chuyển động qua lại và đây là cách chúng ta đạt được chuyển động qua lại đó của quạt bây giờ hãy quay lại và xem làm thế nào tất cả những thứ này hoạt động trên một cái quạt bốn thanh trên một cái quạt nằm ở ngay đây đây là thanh ngắn được cố định tại chỗ một thanh hành dài ở đây. Và một thanh dài khác, mà trong trường hợp này chính là cái động cơ, và thanh cuối cùng này là tay quay. Đây là thanh dùng để xoay quạt qua lại. Nhưng vẫn còn một khúc mắc. Của hộp số đó có một bộ phận nhô ra phía sau mà quay cùng với quạt. Đây được gọi là uôm. Khi nó quay, nó nhìn như đang di chuyển. Thực tế là không. Ngay bên cạnh là một bánh răng. Phía dưới là một thiết bị khác, được kết nối trực tiếp với tay quay. Trục này là thứ kết nối tất cả các bánh răng với nhau. Bạn có thể thấy nó có một số răng trên đó. Gần phía trên đỉnh trục, có một lò so với hai viên bi. Chúng được đẩy ra xa, đủ để kết nối với bánh răng và quay cùng với bánh răng. Bây giờ chúng ta hãy xem một lượt tất cả mọi thứ. Quạt được mở làm cho uông và bánh răng sai. Dẫn tới trục cũng quay. Làm cho bánh răng tiếp theo quay. Đồng thời quay tay quay kích hoạt cơ chế bốn khâu bản lề. Làm cho quạt dao động qua lại. Điều này chỉ hoạt động khi nhấn nút xuống. Khi kéo nút lên, nó sẽ không sai, cùng với các bánh răng. Vì vậy không có gì khác bên dưới nó chuyển động. Điều này có nghĩa là quạt sẽ tiếp tục, chỉ theo một hướng cố định. Nhưng nếu chúng ta nhấn nút xuống, quạt bắt đầu dao động trở lại. Hãy nhìn vào vòng bi một lần nữa. Khi nút được kéo lên, vòng bi sẽ bị đẩy văng ra ngoài và bay theo hai hướng. Nếu như không có gì để chặn chúng lại, nó đã thực sự xảy ra vào lần đầu tiên. Tôi tháo quạt ra. Đừng lo lắng, Tôi đã tìm thấy chúng sau đó, chỉ là để cảnh báo nếu bạn thử điều này ở nhà. Thứ thường dùng để ngăn chặn điều này là nắp hộp số. Kéo nút lên và bạn có thể nhìn thấy vòng bi bị buộc quay trở lại. Đây là thứ giữ cho nút không bị rơi xuống. Nhấn nút xuống một lần nữa và lò xo so. đẩy bi ra ngoài và kết nối với bánh răng. Tôi cũng muốn chỉ ra rằng tốc độ của tay quay chậm hơn nhiều so với tốc độ của quạt nếu nó quay nhanh như quạt, thì hiển nhiên nó sẽ toang như cậu vàng của mấy ông giáo vậy. Sự kết hợp chính xác của các bánh răng giúp làm chậm tốc độ của tay quay. Do đó dao động xảy ra ở tốc độ phù hợp. Nếu thấy hay, đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ cháu nhé. Cho cháu xin một like luôn ạ. À. Cháu xin cảm ơn mọi người nhiều lắm.